Rồi, cái xin chào các bác. Thì hôm qua ấy, em vừa test cái con V60 bản Verizon ấy, thì trong đấy em có test cái phần sóng ấy, xem là mạnh hay yếu ấy. Thì hôm qua em không nhớ rõ là việc mà số như nào thì mạnh, thì hôm nay em sẽ tìm hiểu lại. Thì như các bác có thể thấy đây này, thì cái số decibel trên miliwatt ấy, là sự DBM ấy, thì nó sẽ là càng về không thì càng mạnh nhé. Đấy, càng về không càng mạnh. Ví dụ như là trừ 70 sẽ mạnh hơn là trừ 90. Đấy, còn cái số AUS, ASU này, họ nói là nó cho bạn biết cái vị trí, cập nhật vị trí nhanh như nào thôi. Đấy, thì cái cập vị trí này thì cũng không quá quan trọng, nhưng chỉ quan trọng là em chỉ quan trọng cái decibel trên miliwatt này nhé. Thì hôm nay em sẽ test lại cho các bác được biết xem là cái giữa bản Mỹ là Verizon và bản T-Mobile trên V60 nó sẽ như nào, và có kèm thêm con V50 bản hàng ở đây để cho bác xem như nào nhé. Rồi, thì đây em sẽ dùng một cái sim duy nhất thôi nhé, tại vì sợ là các bác sẽ bảo là dùng các sim khác nhau thì khác nhau. Thì đây, hiện tại em đang để sim trên cái con V50 này nhé. Đấy, con ở giữa này là con bản Verizon này. Đấy, các thấy đấy, để ở giữa nhé. Rồi, còn cái con T-Mobile đây, T-Mobile thì đang để ở góc phải này. Đấy, giờ em sẽ test cái con V50 bản Hàn trước nhé. Đây, V50 bản Hàn này. Đó. Rồi, thì sim em đang cắm trên con V50. Con V50 thì của em là cùi thôi. Đây, thì bác thấy này, để em tắt cái wifi này này. Đấy, chờ chút các bác. À, mình tắt cả mạng rồi. Đấy, đây, không biết các bác có nhìn thấy không. Thì đây, ở ngay ở cái LTE này, thì cái con V50 của em ấy, ở cái vị trí này nhé. Đây là cái vị ở vị trí trong phòng của em ấy, thì là nó cũng chỉ được là tầm một vạch thôi, có lúc lên được 2 vạch, có lúc 3 vạch nhé. Thì con V50 Hàn này này, thì em thấy là cái LTE trong này nó khỏe hơn một chút, có lúc là 1 vạch, có lúc thì 2 vạch, nhưng mà giờ hiện tại đang 1 thôi. Đấy, thì ok, coi như 1 vạch đi. Rồi, thì đấy là cái sóng LTE, và em sẽ vào kiểm tra được cái cường độ tín hiệu ấy. Đấy, thì đây, ở trong này em sẽ vào trong hệ thống này này. Đấy, trong phần giới thiệu điện thoại này, chỗ mạng này. Đấy, thì em sẽ thấy có cái cường độ tín hiệu này, thì nó là 121 trên với 19. Thì em sẽ viết ở đây nhé, em sẽ viết ra cái quyển sách này để tí em sẽ so sánh. Góc nó hơi thấp nha các bác, để em viết ở đây. Thì đây là con này sẽ là 121 trừ 121, và đây là 20 ASU trên 20. Rồi, em viết đây này các bác. Đấy, các bác không biết. Đấy, ok nhá, 121 trên 20. Rồi, thì các bác còn có bảo nữa là có một cách nữa, test nữa là vào cái này, sao thăng 4636 thăng sao thăng sao. Cái này thì không không ra nha các bác, không ra. Con Hàn thì test cái gì ạ? 57 thăng sao 500. Cái này cũng được này. Đấy, cái này xem có nhưng không có, không quan trọng ở đây đâu. Thì em có tải một phần mềm nữa, là phần mềm đây này, phần mềm này nhé. Đấy, thì em sẽ mở cái phần này ra. Đấy, thì nó cũng tương tự như cái kia thôi. Đây, các bác nhìn thấy, có thể thì nhìn thấy này, LTE 4G này, và đây là 120 cộng với 20 SU. Thì đây nó đang ở cái chế độ LTE nhé. Em sẽ thử chuyển nó về 2G xem nó thế nào nhé, xem nó có thay đổi gì không nhé các bác. 5457 tăng sao 500. Đấy, xem sẽ chuyển nó về chỉ 2G thôi nhé. Đây, GSM Only. Đấy, các bác có thể này, chờ tí thấy nó sẽ xong, nó sẽ khỏe hơn. Đây, các bác thấy nó lên đến 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 full vạch luôn rồi. Đấy, full vạch luôn nhé. Đây, các bác thấy này, ở cái chế độ này nó là full vạch nhé. Không nhìn thấy gì à? Quái nhỉ, sao nó cứ loa loá cái gì nhỉ? Hình như em để cái màn hình nó hơi sáng. Đấy, ở chế độ E này thì nó là full vạch nhé. Rồi, em sẽ test bằng cái trong cái này trước xem thế nào, xem nó có thay đổi gì không. Đây, các bác thấy nếu mà ở cái chế độ E này, ở chế độ E này nhé, thì cường độ tín hiệu của nó như này. Đây, nó sẽ là trừ 80 và 16. Em sẽ viết lại nhé, trừ 80, 16. Đây là chế độ
Trước cũng là chế độ là LTE nhé. E còn chế độ là E thì nó là trừ bao nhiêu nhỉ? Trừ 80. Trừ 80 trên 15. Đấy, 15. Rồi, ok. Thì em chỉ có test ở cái việc là ở LTE hoặc là 4G và cái chữ và cái ở cái chế độ là E này nhá, có nghĩa là 2G ấy. Đấy thì nó sẽ được như này. Đấy. Em không quan tâm đến cái việc mà cái số vạch sóng ở trên cái cột sóng nhá, cái đấy nó không đúng. Thì em chỉ quan tâm đến cái số liệu này thôi. Đấy, đây là 83, 80 và 15 thì ở cái phần mềm này xem nó có đúng như thế không. Đây. Đấy thì cái phần mềm này y chang nhé. Cho nên em đây này. Cái phần mềm này thì nó y chang như nhé, cho nên em chỉ sử dụng cái phần mềm này thôi nhé, cho đỡ phải di chuyển vào trong cái phần cài đặt bên trong. Em làm một con này để tương tự cho con sau thôi, nó sẽ thể ở đây là rõ nhất này. Rồi, ok, thì bây giờ em sẽ tháo cái sim này ra và lắp sang con version xem thế nào nhé. Cái này còn gì nữa không nhỉ? Ok, hết rồi, tháo cái sim ra. Rồi, bỏ con V50 đấy, được, quả lại đi. Rồi, lắp sim sang con Verizon. Ok, em lắp một cái sim nhé cho nhanh, không mất phải nhớ nữa. Ok, clip nó sẽ rất là dài dòng đấy, cho các bác nào thích thì xem thôi. Thực ra là em test cho nó vui thôi, chứ còn sóng sánh thì nó cũng không quá quan trọng nữa. Đấy, và em sẽ tắt cái wifi đi. À, nếu mà bác nào thích mà test cái wifi nữa thì cũng em sẽ test cho các bác luôn. Đây, em sẽ bật cái wifi của con này lên. Đấy, cũng dùng cái phần mềm này luôn, đo cái wifi luôn nha các bác. Đây, wifi này. Đấy, wifi của con này thì nó là đây này, các bác có thể thấy cũng có cái số decibel trên miliwatt này này. Thì em có ghi cả lại cái thông số này nhé. Thì nó là 57 decibel trên mét mm. Đấy, em viết cả wifi đây. Rồi, nó là bao nhiêu nhỉ? 6 trừ 61 các bạn. Trừ 61. Rồi. Gọi là test cho nó có thôi. Được rồi, tiếp tục test cái con bản Verizon này. Em sẽ tắt wifi trước tiên, tắt wifi đi này. Cho giảm độ sáng đi chút. Đó. Rồi, thì em sẽ vào vào luôn cái phần mềm app đấy luôn nhé các bác. Đâu rồi? App rồi. Em tải hết về đấy mà. À đây có 4G. Đây. Thì các bác có thể thấy này, ở cái chỗ độ này nó là một đấy, nó mạnh mạnh hơn kìa, nó mạnh hơn cả cái bản V50 Hàn nha các bác. Đây. Đây em sẽ viết ở đây nhé. Trừ 117. Đây là cũng LTE đấy nhé các bác. Trừ 117 trên 23. Rồi, chuẩn cho các bác. Đó, trừ 17 trên 23. Ok nhé, em sẽ chuyển nó về cái chế độ 2G. Thì ở cái con version này không dùng được cái lệnh này các bạn. 4636 thằng sao không dùng được lệnh này các bạn, cho nên buộc phải vào phần cài đặt để chuyển thôi. Mạng được rồi. Đây, di động. Đây, chỉ có mạng này. Đấy thì cái chỗ phần này thì lại không không chuyển được về 2G các bạn. Đây như em LTE này gì em. Nói chung đấy nó không không chuyển được. Em xem có cách nào chuyển không như nào. Tại vì dùng cái lệnh kia không được mà. Thôi rồi, em sẽ dùng cái lệnh lệnh khác xem nào. Lệnh này. Đây, chờ em chút, em nhìn cái lệnh phát nó hơi mờ. Lệnh đây. Thăng thăng 22 83 78. Đấy, thì thử dùng cái lệnh này xem là nó có không. Em không nhớ là có hay không nữa các bạn. Nhưng không có luôn, trong này không có. Trong này không có các bạn. Chán thật đấy.
thế chả còn lệnh nào nữa. Tại vì giờ dùng lệnh 5457 thăng sao 600 cũng không được luôn mà. Thôi rồi nhá các bạn, cái phần mềm này, cái ở cái chỗ này thì nó không có cái việc mà chuyển nó về 2G ấy. Ngay cả trong cái đặt em thấy không thấy có này, cho nên là em cũng chưa 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 biết chuyển về 2G như thế nào. Đây là lần đầu tiên em sử dụng cái bản Verizon này mà, đấy, cho nên là cũng không biết được cái này thế nào. Không được luôn, nó vẫn là 4G. Vẫn là 4G. Đó, vẫn là 4G thôi. Em chưa tìm được chỗ nào cả. Rồi, ok, tạm thời bỏ qua đấy nhé. À, vẫn là 4G các bạn. Thì đấy, ở cái 4G em đã ghi lại số liệu rồi. Các bạn không lo, em sẽ thử ở chế độ wifi nữa. Và tắt cái dữ liệu này đi. Rồi, ở chế độ wifi này. Wifi đây. Đấy, wifi của nó thì cũng là cùng một cái ấy đấy nhé. Các bạn em kết nối vào cùng một cái địa chỉ wifi đấy nhé. Đây, cùng một địa chỉ wifi này. Đấy, thì nó là 6, đây, các bạn nhìn thấy này. Trừ 65 dB. Decibel. Trừ 65. Rồi, ok. Cái kiểu bỏ qua. Em ghi lại rồi nha các bạn. Em sẽ tiếp tục chuyển cái sim sang con T-Mobile. Khá là nhiều thao tác, khá là nhiều rắc rối các bạn. Test mấy cái này lâu phết. Đấy, nói chung là bắt nào thích xem thì xem thôi, chứ cần em test cái này cũng không có giải quyết được gì nhiều đâu mà. Nó có thể hơn kém nhau chút thôi. Rồi, ok. Xong đã nhận. Đang quay quay rồi. Rồi, đã nhận nhá. Đây, 4G này. Ô, con này giờ tự nhiên lên hai vạch luôn các bác. Hai vạch luôn nhá. Mạnh hơn đấy thôi, nhưng mà hai vạch kệ nó, em sẽ vào hẳn cái phần phần này luôn. Đây, không có gì à, chưa 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 kịp lát xong, chờ nó lát tí các bạn. Ô, không có gì à, kiểu gì thế này. Chưa kịp load xong các bạn, chưa kịp load xong, xóa cái này đi nào. Wifi tắt. À, kiểu gì đây, em cũng không hiểu cái gì, nó cứ nhấp nháy Viettel cái gì đây. À, quá nhỉ, em sẽ gọi điện cho nó có được không. Được mà. Đấy, nó lại về 4G và nó chỉ còn một vạch thôi. Và lại này, à đây rồi. Ơ, cái gì này? Chả hiểu nữa. Sao nhỉ? Không hiểu luôn. Không hiểu luôn các bạn. Không có gì luôn. Thôi rồi, nếu không phần mềm mà không có thì mình lại vào cài đặt thôi. Nó hai thông số giống nhau mà. Đây. Chán thật, cái con này bị sao ấy. Đây thì đây, ở cái bản T-Mobile đây em thấy nó là 118 118 trên 22 đấy, không biết các bác có nhìn rõ không, nó hình như là hơi sáng đấy. 118 trên 22, và con này em sẽ chuyển nó về 2G xem thế nào nhé. Con này chuyển được về 2G các bạn, dùng cái lệnh sao thăng 4636 thăng sao đó, thông tin điện thoại, và các bác có thể chuyển về 2G được. Đây, Z em only đó. Ở trong này các bạn cũng có thể thấy được cái decibel của nó, nhưng mà thôi em ra ngoài. Đây, nó về 2G đấy nhé các bác, full vạch luôn. Và sẽ xem lại cái
cái mạng của nó. Đây thì nó sẽ là giờ nó sẽ còn là ở chế độ 2G, nó sẽ còn là 89 trừ 89 trừ 89 trên 12. Rồi, ok nhé các bạn. Và bây giờ em sẽ dùng cái wifi xem là wifi nó đang ở bao nhiêu. Wifi này em cùng chung một cái mạng nhé. Wifi là bao nhiêu đây? Hôm nay tự nhiên không được nhỉ? Bây giờ không được này. Đấy, nó làm sao ấy? Rồi, ở cái wifi ấy, nó là 67. Đúng rồi, 67. Ok. Rồi, ok các bác. Thì trong cái quá trình này, trong cái quá trình mà ở trong cái phòng này, em sẽ cho cái góc nó rộng ra một chút để cho các bác nhìn thấy cái giấy em viết đây. Thì đây các bác có thể nhìn cái giấy em viết đây. Ở ở cái điều kiện ở trong trong phòng nhé. Thì ở cái chế độ LTE này thì em thấy là cái con, nếu như mà theo cái lý thuyết vừa rồi em đọc ấy, thì là cái con V60 version ấy, nó mới là cái con mà cho cái cường độ sóng mạnh nhất. Nó có một trừ 117 mà con này là trừ 18 mà, cũng càng gần không thì càng mạnh mà, thì con này 117 nó gần không hơn, con này xa hơn đấy. Và cái con V50 Hàn thì lại yếu nhất đấy, không hiểu cái gì em cũng không hiểu nhá. Còn ở cái chế độ E này 2G đấy thì là cái con Hàn nó cũng mạnh hơn này, nếu mà cũng theo tính theo về càng về không càng mạnh đấy. Đấy. Còn con này thì con version này thì không 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 cách nào chuyển về 2G được, cho nên em không biết. Đấy, còn ở chế độ wifi này. Wifi thì đây các bác có thể thấy ở chế độ wifi thì con V50 Hàn lại ngon nhất này. Đấy. Tiếp theo là cái con version này và con T-Mobile là yếu hơn. Đấy. Thì lấy là cái công số em test được nhá. Bây giờ em sẽ thử đưa máy ra ngoài nhá. Đưa máy ra ngoài và xem là ở ngoài sóng nó mạnh hơn thì nó thế nào nhé. Rồi. Rồi ok các bác, thì em đã đưa máy ra ngoài trời rồi đây. Thì cái sim ấy nó vẫn đang ở cái con T-Mobile này nhé. Ở ngoài trời này thì nó hơi sáng, cho nên là cái việc mà nhìn nó sẽ hơi hơi khó hơn chút. Đây, em sẽ test lại ở ngoài trời xem thế nào cho sáng sáng lên. Đây vẫn nhìn thấy mà. Đây. Em sẽ test được ở cái con T-Mobile chứ quên. Đây, em sẽ trước tiên là cũng ở wifi nhé. Wifi ở chỗ này thì cái con này nó 71. Lúc nãy nó là 67, giờ nó thành 71. Em cũng sẽ viết lại nhé. Chờ em thị LTE này. Ở chế độ E này. Ở chế độ wifi này. Rồi, thì cái con V60 bản T-Mobile này, wifi nó là 73. Đây, trừ 73 nhé. Rồi, ok. Và ở cái phần mobi này thì nó vẫn không có nha các bác. Đây, các bác nhìn thấy nó vẫn không có gì. Cho nên là em lại phải tắt wifi đã nhé. Em lại phải vào cái phần hệ thống. Đây, mạng đây. Đấy, thì ở ra ngoài này này. Đây, các bác có thể thấy này. Ở cái chế độ 2G nhé. Đang ở chế độ 2G nhé. Thì cái cường độ của nó đang là 82. Đấy, nó ra ngoài mạnh hơn chút các bạn. 82 trên 15. Rồi, ok. Em sẽ chuyển nó về về 5G nhé, à về 4G. Con này để chuyển bằng cách này. Đây, chuyển nó về cuối cùng này này. Cùng hai cái này nhỉ, à, cái này. Đấy. Các bác chờ chút để nó tự chuyển về năm đấy, nó sẽ chuyển về đấy. Các bác thấy không, khi mà ra ngoài cái sóng của 4G nó đã tăng lên một chút rồi này các bác, nó tăng lên là ba vạch rồi, ba vạch. Đây sẽ xem cường độ nó như nào nhá. Đấy, cái này nó không hiểu sao nó cứ bị lỗi này, hay cái bản này nó vớ vẩn. Thôi rồi em sẽ lại vào lại cái này thôi. Mạng đây thì ở cái chế độ 4G hay gọi là LTE đấy, nó là 110 trừ 110 trên 31. Đó. Rồi, ok. Thì xong cái con T-Mobile này nhé.
ra ngoài mạnh hơn một chút các bạn. Em sẽ chuyển nó sang cái con, chuyển sang con version đi, chuyển sang con version nhá. Lấy luôn cái khay của con version luôn đấy nha các bác, không thì bảo là nhiều khi là do khay sim thì sao. Cho nên là phải lấy luôn của nó luôn. Ok men. Đấy thì trước tiên là cũng sẽ test cái wifi. Wifi trước tiên đi. Tại vì chờ cái mạng nó khởi động cho nó chuẩn đã. Thì ngoài này cái wifi của cái con này hơi hơi tối nhỉ các bạn nhỉ. Ngoài này phải tăng độ sáng lên các bạn. Đấy. Rồi, ở ngoài này ở cái chế độ wifi này cũng là 73 luôn các bạn. Trừ 73 và bằng nhau. Còn cái mobile này, mobile thì đang ở, em tắt tắt wifi đi nhá. Rồi. Ủa sao tự nhiên cái chữ 4G nó gạch như này nhỉ? Bật mạng chưa? Ở đây. Bật mạng lên. Rồi ok các bác, thì ra ngoài đây, ra ngoài chỗ ngon ấy thì cái con version nó cũng lên được 4 quên 3 vạch. 3 vạch nha các bác. Rồi, cường độ của nó đây. 108. Đây, trừ này. 109 chứ. Đấy các bạn thấy 109 trên 31. Có lúc cũng 11, có lúc cũng 110 các bạn. Đấy giờ lên 110 rồi. Thôi coi như 109 đi. Nó cũng xem như cái con T-Mobile thôi. Rồi ok. Cái này thì em lại không chuyển về được cái 2G được các bạn. Như nãy cũng các bạn biết rồi đấy, không chuyển về 2G được, không có chỗ để chuyển. Đây chứ. Này không có chỗ để chuyển là thôi. Ở chế độ 2G thì tạm thời bỏ qua nhé. Tại vì thực sự là 2G nó vẫn còn là quan trọng, tại vì nhiều khi mình nghe gọi bằng 2G mà không thể có chuyển thì thôi thôi. Ok, vậy là xong cái con version. Em sẽ chuyển sang cái con V50 Hàn luôn nhé các bạn. Ok men. Đây. Ôi giời, cái khay sim này vứt trong kia các bạn. Đây, tới đây. Cái khay sim vứt trong kia, mình phải phi vào lấy. Đây. Sẽ tiếp sẽ test con V50. Ok các bác nha. Cho sáng lên chút không nhìn gì. Đấy thì ở chế độ wifi đây, em cũng sẽ ghi lại. Ở chế độ wifi con V50 nó là 75. À không, chưa chưa. Chưa ổn định các bạn. Chờ nó định chút. Lúc thì 70, lúc thì 71, lúc thì 75. Thì bây giờ chính thức nó là 70 các bạn, 70. 70. Rồi. Và sẽ tắt cái mobile. Em sẽ tắt wifi đi nhé. Đấy, và ở chế độ mobile này nó đang là ở chế độ là 2G thôi nha các bác. 2G. Đấy. Thì cái mobile này nó đang là đây. Giờ thì cho nó ổn định chút, nó là 87 các bạn. Trừ à quên 85, nó lại chuyển về 85 rồi. Trừ 85 trên 14. Rồi ok. Em sẽ chuyển nó về 4G nhé. 5457 5650 cho LTE gọi đi luôn, cho nó nhanh. Đây các bác, thì ở ngoài này, các bác có thể thấy này, cái sóng LTE của cái con V50 Hàn nó lên được 4 vạch, có lúc full luôn, vừa nãy là full lại 4 vạch, có nghĩa là nếu mà kể số vạch thì nó sẽ mạnh hơn nhé, mạnh hơn hai con kia. Rồi, cũng sẽ kiểm tra tín hiệu xem nó như nào. Thì đây, ở chế độ 4G đây. Thì nó là cũng là trừ 109. 109 trên 31. Đấy, nó bằng với con version. Đấy rồi. Ok các bác, thì xong rồi đấy. Đây, em sẽ cho các bác xem cái thông số. Nó hết rồi, không còn thông số gì nữa. Đây đây các bác, để thấy này. Ở chỗ ngoài trời, ở phần dưới này nhé. Thì là em thấy là cái con version này, V60 version này, nó cũng chả khác gì cái con V50 Hàn đâu. Nó mạnh y chang à.
còn con T Mobile nó còn yếu hơn một chút. Nhưng mà ở ngoài trời ở chỗ sóng yếu này, nói chung là yếu một chút này, chỉ hơi xém nhau một đơn vị thôi, thì em nghĩ là nó không 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 có gì mà đáng kể đâu. Thì em nghĩ là kể cả ở chế độ ngoài trời này, ở chế độ trong nhà này đấy, nói chung là bản Hàn đấy bao giờ nó cũng ngon hơn một chút rồi. Đây mới là em mới chỉ test được hai địa điểm thôi, tại vì khu này chẳng nhẽ là phải đi xa hơn thì cũng không không cần, thôi chỉ test trong nhà và ngoài trời thôi nhé. Đấy thì là ở trong nhà thì các bác thấy sóng nó yếu hẳn hơn này, nhưng mà ở ngoài trời thì nó đã ngon hơn rồi. Đấy thì đây các bác có thể tự tự các bác có thể so sánh được cái bản nào là bản ngon hơn. Đấy, như theo em thấy đây thì đương nhiên là bản Hàn sẽ là ngon nhất rồi, và cái bản version này là với bản T-Mobile em thấy nó cũng xem thôi, và thấy là cái bản version ấy nhiều khi nó còn ngon hơn. Đây các bác thấy thông số, nếu mà thể hiện qua thông số này thì bản version nó còn ngon hơn. Đấy, tuy nhiên ấy, thì trong quá trình mà em theo dõi nhóm rồi anh em sử dụng các bản với nhau ấy, thì em thấy ít khi ông nào mà chê chê cái việc sóng sánh của bản T-Mobile nó lởm hay như nào cả, riêng về việc sóng sánh ấy, và chỉ thấy đa số là anh em chê cái bản V60 version này là sóng nó yếu hơn. Đấy, nó hay chập chờn này, nó các kiểu là chê cái bản version sóng yếu hơn. Và bản thân em thì với kinh nghiệm của em dùng LG từ bao năm nay thì cũng thấy là cái bản version ấy nó cũng đúng là sóng nó có yếu hơn thật. Đây cái việc em test ở đây, cái việc em test ở đây nó chỉ mang tính chất là tham khảo thôi, và có thể nó đúng có thể nó sai, cái thì em cũng không không dám chắc nịch được. Nhưng mà trong quá trình sử dụng nó còn rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến, rồi nhiều khi cả cả việc mà anh em dùng sim của mạng nào đó. Đây em đang dùng cái sim của Viettel nhé, đấy cho nên là nó cũng rất là khó nói. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của em thì đúng là cái bản version nó kiểu gì sóng nó cũng yếu hơn một chút, nhưng mà một chút đấy em nghĩ là nó không 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 đáng kể mấy đâu. Nếu mà bác nào mà ở vùng sâu vùng xa ấy, như là hải đảo gì đấy thì mới em nghĩ là mới cần lo lắng thôi, chứ còn ở trong cái phần đô thị rồi ở trong cái vùng nó đông dân cư thì em nghĩ không sợ, không không vấn đề gì. Đấy, có nghĩa là về riêng về vấn đề sóng thì em không không quan tâm nhé, em thấy là nó rất là ổn, nó không vấn đề gì luôn, và có thể nó yếu hơn một chút nhưng mà một chút đây nó sẽ không ảnh hưởng nhiều. Và được cái là con version thì nó lại rẻ hơn, cho nên là các bác có thể tiết kiệm được một khoản gì đấy. Rồi ok, thì đấy là cái so sánh của em thôi nhé. Các bác có thể xem cái thông số em vừa 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 làm đấy để các bác rút ra kinh nghiệm cho các bác thôi, rút ra cái thông số chính xác thôi. Và như cái tài liệu em đọc được thì nó là càng về không thì càng tốt nhé. Đấy, rồi ok, chào các bác.